Trong biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, thì Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC đang lên kế hoạch giảm quy mô chương trình mua lại trái phiếu hàng tháng bắt đầu từ cuối năm 2021 thay vì vào giữa năm 2022 như dự kiến. Và các thành viên của FOMC thì đều chia sẻ quan điểm nền kinh tế Mỹ và lạm phát đã đạt mức tăng trưởng theo kỳ vọng nhờ chính sách nới lỏng định lượng 120 tỷ USD trên tháng cho các loại trái phiếu. Và FOMC dự kiến là sẽ giảm mua vào các loại trái phiếu có thế chấp trước do thị trường nhà ở đã tăng trưởng mạnh mẽ và không cần đến các gói kích thích của Fed nữa. Và hiện tại thì mortgage bond chiếm 40 trên 120 tỷ USD trên tháng mà Fed đã mua vào, với 80 tỷ USD còn lại dành cho trái phiếu kho bạc. Và với việc giảm dần quy mô kích thích, dù được dự báo trước, cũng sẽ làm giảm thanh khoản trên thị trường và ảnh hưởng tiêu cực đến dòng cổ phiếu tăng trưởng trên thị trường chứng khoán. Với tin tức này, anh Duy có nhận định gì không ạ? Vâng, và tuy nhiên thì tôi cũng muốn nói với nhà đầu tư rằng là những cái thông tin này thì cho thấy một động thái nào đấy về cái việc là các ngân hàng nhà nước rồi sẽ sớm là không có bơm thêm tiền ra ngoài thị trường nữa. Nhưng mà Fed thì vẫn chưa có ý định tăng lãi suất ngay lập tức. Cái điều này là chủ yếu là bởi vì do là cái phục hồi về tỷ lệ việc làm là chưa đạt được kỳ vọng, và cái số lượng việc đang tuyển ở Mỹ là vẫn là đang ở mức cao kỷ lục mà chưa có người được tuyển, nghĩa là khoảng tầm 10 triệu cái việc làm là đang được đăng ở trên mạng. Và qua đấy thì là chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc này là nó sẽ là không sớm xảy ra ngay với các thị trường chứng khoán. Và ngoài ra nữa thì là cái việc là làm giảm lãi suất của cái thị trường, nghĩa là nếu mà Fed tăng lãi suất của thị trường lên thì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Tuy nhiên là cái mặt bằng lãi suất hiện tại là vẫn đang rất thấp, thì nếu mà chỉ là tăng có khoảng tầm 0,5% thì thực ra là cái kỳ vọng giữa chứng khoán và kỳ vọng giữa tiền gửi nó vẫn sẽ không quá là khác biệt nhiều, và nó vẫn chưa ảnh hưởng quá là tiêu cực đến thị trường. Và chúng ta sẽ thấy được cái sự ảnh hưởng tiêu cực này khi mà Fed tăng lãi suất nhiều hơn ở cái mặt bằng lãi suất cao hơn ở trong tương lai. Dạ vâng. Và tiếp theo của kênh thông tin vĩ mô đó là viễn cảnh giá dầu 80 USD trên một thùng đang ngày càng xa vời hơn. Dự báo giá dầu đạt mốc là 80 USD trên một thùng trong năm 2021 của Goldman Sachs, Citi hay là JP Morgan ngày càng trở nên xa vời hơn khi mà biến chủng Delta đang đe dọa tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là các nước châu Á. Và hơn nữa thì thỏa thuận tăng 400.000 thùng trên một ngày của OPEC với sản lượng dầu đá phiến dự kiến là tăng ở Mỹ sẽ khiến thị trường chuyển sang trạng thái dư cung vào đầu năm 2022. Vâng, và chúng ta Và rõ ràng thấy rằng với việc vaccine, dạ vâng, với việc mà một số nước đã và đang giãn cách xã hội trở lại, cùng với việc là độ phủ vaccine chưa đạt được yêu cầu ở nhiều nơi và nhu cầu di chuyển và sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực, khiến cho giá dầu nhiều khả năng sẽ bị tiếp tục ảnh hưởng trong các tuần tới. Xin mời anh Duy ạ. Thì ngoài ra thì tôi cũng muốn bổ sung thêm rằng là cái triển vọng về việc là giá dầu sẽ vượt được cái đỉnh cũ là rất là khó có thể xảy ra, bởi vì chúng ta cũng đã biết rằng là để có một cái chu kỳ tăng giá mạnh của xu hướng hàng hóa thì nó phải đến từ cái nhu cầu của nguồn cung nhiều hơn là nguồn cầu, và cái nguồn cầu nhiều hơn là nguồn cung. Và cái nguồn cầu hồi xưa thì là nó đến từ cái việc là cái nền kinh tế Trung Quốc là tăng trưởng rất là mạnh mẽ, và chúng ta cũng đã thấy là nền kinh tế Trung Quốc thì đã giảm tốc trong thời gian gần đây. Qua đấy thì sẽ không thể nào có một nguồn cầu mạnh mẽ để có thể là kích thích cái giá của nguyên vật liệu hàng hóa tăng quá là mạnh để vượt đỉnh được. Và ngoài ra nữa thì là cái việc là cái giá của dầu thô thì nó cái vùng giá vốn của cái dầu đá phiến của Mỹ thì là nó ở khoảng là 50 đô một thùng. Và nếu mà chúng ta sẽ dựa vào cái đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giá dầu nó sẽ loanh quanh ở cái vùng 60 này cho đến vùng 70, 80 trước kia. Và đấy là những cái nhận định của tôi về giá dầu. Ngoài ra nữa thì là cái việc giá dầu tăng hay là giảm cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến các doanh nghiệp dầu tại Việt Nam. Tuy nhiên là sẽ không ngay lập tức và nó sẽ cần rất là nhiều thời gian, tại vì do những cái doanh nghiệp mà dầu như là PVD hay Gas của Việt Nam thì họ là những doanh nghiệp thiên về cái tư vấn hay là thiên về các dịch vụ đi kèm việc khai thác dầu nhiều hơn. Qua đấy thì là cái việc mua bán dầu nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp ngay lập tức đến cái kết quả kinh doanh của họ trong ngắn hạn. Vâng, và đấy là những cái thông tin và các quan điểm của tôi về cái diễn biến của giá dầu này. Dạ vâng, và chúng tôi đang cập nhật phần thông tin vĩ mô. Chính vì vậy quý nhà đầu tư hãy để lại câu hỏi ở dưới phần comment và cuối chương trình thì chúng tôi sẽ trả lời giải đáp câu hỏi của quý nhà đầu tư. Và tiếp theo của phần này đó là với Goldman Sachs thì đồng sẽ là dầu của tương lai. Goldman Sachs gọi đồng là dầu của tương lai nhờ vào tiềm năng cực lớn có thể đóng góp cho sản xuất công thống và cả
và đặc biệt là ở ngành sản xuất xe điện, thì với xu thế tăng tiềm năng của những doanh khai thác và chế biến đồng là rất lớn cho cuộc cách mạng xanh cho công nghiệp toàn cầu. Và trong nửa đầu năm 2020 thì có 2,65 triệu xe điện đã được bán ra và tăng trưởng 68% với 2020 tiêu thụ sẽ đạt đến là 6,4 triệu xe cho cả năm. Vâng, và Cảm cái ơn chị ạ. thông tin này thì chúng ta sẽ thấy rằng là chắc chắn sẽ có những doanh nghiệp tại Việt Nam được hưởng lợi. Thì những cái doanh nghiệp đấy sẽ bao gồm là những cái doanh nghiệp mà có cái mỏ đồng hay là có cái công việc là liên quan đến khai thác đồng, ví dụ như là khoáng sản Masan hay là Masan hay là chính là công ty Masan là sở hữu cái công ty khoáng sản Masan đấy. Ngoài ra thì một số doanh nghiệp khác có thể được hưởng lợi là từ cái việc là sản xuất nhiều xe điện, đấy chính là FPT, là cái doanh nghiệp mà có thể là sẽ support cho cái việc sản xuất phần mềm hay là chip điện tử mà liên quan đến cái xe thị trường xe thông minh. Và đấy là những cái công ty mà sẽ được hưởng lợi từ cái xu hướng này. Dạ vâng. Và tin cuối cùng trong phần thông tin vĩ mô đó là tầm nhìn năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm 20% GDP. Và dự thảo mới của Thủ tướng Chính phủ thì mục tiêu tăng trưởng cho nền kinh tế số của Việt Nam sẽ là 20% tổng GDP vào năm 2025, với kỳ vọng năm 2030 sẽ đạt 30% tổng GDP như đã được nêu ở Đại hội Đảng lần thứ 13. Và ngành thương mại điện tử của Việt Nam mới chỉ chiếm hơn 3% trên doanh số của cả ngành bán lẻ và mức thấp nhất trong số các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á. Và trong dự thảo thì mục tiêu của chính phủ vào năm 2025 là 80% dân số sẽ phải có tài khoản thanh toán trực tuyến và một nửa số đơn hàng thương mại phải được thanh toán bằng các phương thức điện tử. Và với kỳ vọng quy mô kinh tế số phải tăng gần 4 lần trong 5 năm, thì đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp có thế mạnh trong việc phát triển thương mại điện tử và thanh toán online. Vâng, và cái comment của tôi về cái về cái thông tin này thì đấy là chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tỷ lệ bán lẻ của Việt Nam hiện tại là chỉ bán lẻ online của Việt Nam là chỉ khoảng 3,1% thôi. Thì mình nhìn thì mình sẽ thấy nó khá là thấp. Tuy nhiên là cái số này là cái số tăng từ cái số 2% cách đây có một vài năm thôi. Nghĩa là tốc độ tăng trưởng của họ rất là cao, khoảng tầm hơn 20% một năm cho cái nhóm bán lẻ này. Và trong tương lai thì chắc chắn đây sẽ là một cái nhóm rất lớn. Tại sao lại thế? Tại vì do là cái này được hỗ trợ bởi cái việc là các người tiêu dùng Việt Nam là họ có sự tỷ lệ sử dụng điện thoại rất là cao, và chúng ta đều biết là gần như là ai trong xã hội Việt Nam cũng đều có một cái smartphone để có thể lướt internet và vào 3G, và cái này cũng là cái thứ mà sẽ kích thích cái tiêu dùng online trong tương lai. Ngoài ra nữa thì cái tiêu dùng online này hiện tại là vẫn còn đang có những cái rào cản nhất định. Rào cản ở đây là đến từ cái việc là chưa có một doanh nghiệp nào thực sự là dẫn đầu hay đi đầu về cái nhóm online. Và thứ hai nữa là đến từ cái cơ sở hạ tầng của Việt Nam là chưa cho phép phát triển bán hàng online mạnh. Tuy nhiên cái bức tranh này nó sẽ hoàn toàn sẽ thay đổi trong vòng vài năm tới. Qua đấy thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là cái thách thức của những cái công ty của Việt Nam trong cái nhóm bán lẻ này là rất là lớn, và sẽ là và những cái doanh nghiệp nào mà phải chuyển mình thật là nhanh và nắm bắt thời cơ kịp lúc thì mới có thể tận dụng được cái cơ hội này, và qua đấy thì là vươn lên đứng đầu. Và ngoài ra nữa thì có một cái thông tin về cái thông tin vĩ mô về cái bán lẻ online này và hay là về cái nền kinh tế số thì đều cho chúng ta một cái tip nho nhỏ về cái việc là tìm ra được những cái doanh nghiệp triển vọng bằng cách đấy là hãy tải ứng dụng điện thoại của họ nếu họ có về, và chúng ta sẽ dùng thử. Nếu như ứng dụng điện thoại đấy của họ mà tốt thì chắc chắn là cái thị phần của họ trong tương lai sẽ được gia tăng qua cái việc là thân thiện với người dùng, qua đấy thì sẽ tiếp cận được với nhiều người hơn và sẽ phát triển được cái market share tốt hơn. Và đấy là thông tin mà tôi muốn dành cho quý nhà đầu tư về phần này. Dạ vâng, và đó là chúng tôi đã vừa đi xong phần thông tin vĩ mô. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Với tin tức đầu tiên đó là Ngân hàng Nhà nước sửa đổi thông tư 03 kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng. Và Ngân hàng Nhà nước thì vừa có dự thảo sửa đổi và bổ sung thông tư 01/2020/TT-NHNN và thông tư 03/2021/TT-NHNN. Và theo đó thì thời gian cơ cấu nợ sẽ được kéo dài đến 30 tháng 6 năm 2022 thay vì là 31 tháng 12 năm 2021. Việc miễn giảm lãi phí cũng được gia hạn tương tự. Và nguyên nhân ở đây là do diễn biến dịch COVID-19 lần thứ tư có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn các đợt dịch trước, và khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch sẽ có thêm khoảng thời gian 6 tháng để phục hồi sản xuất và kinh doanh. Và việc sửa đổi thông tư 03 sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc phục hồi kinh doanh cũng như giảm áp lực trích lập của các ngân hàng thương mại trong năm 2021. Vâng, và cái việc delay trích lập này là không phải là lần đầu tiên mà ngân hàng nhà nước làm,
Và chúng ta cũng đã thấy là đã có sự delay từ trước đấy nữa rồi. Qua đấy thì chúng ta cũng có nhìn thấy được đây là một cái thông tin tích cực nhẹ đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Và cái việc này thì nó sẽ giúp cho các ngân hàng là sẽ bớt được cái rủi ro nợ xấu về Covid. Qua đấy thì là cũng an tâm hơn cho quý nhà đầu tư trong việc nắm giữ cổ phiếu. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái đợt bán tháo, à cái đợt chốt lời ngân hàng vừa rồi là nó sẽ đến từ những cái thông tin tiêu cực khác sẽ, và tôi nghĩ là sẽ bao gồm hai thông tin sau. Thông tin thứ nhất đấy chính là từ cái triển vọng kết quả kinh doanh của nhóm ngân hàng là sẽ bị không còn tốt được như quý 1, quý 2 bởi vì do là cái NIM của họ là có dự phóng là sẽ được giảm trong tương lai. Ngoài ra thông tin tiêu cực thứ hai đấy là từ cái việc là nợ sợ à, từ cái việc là sát nhập một số ngân hàng với nhau và qua đấy ở trên tin đồn của trên thị trường thì qua đấy là làm ảnh hưởng đến một số cổ phiếu ngân hàng đang có trên thị trường hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta có thể sang cái thông tin phần tiếp theo. Dạ vâng, tin tức tiếp theo đó là kinh tế giảm tốc, Trung Quốc triển khai các biện pháp nới lỏng tiền tệ. Vào ngày 16 tháng 8 thì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm khoảng 600 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 93 tỷ USD thông qua các khoản cho vay trung hạn và hệ thống tài chính. Thì trước đó thì vào ngày 15 tháng 7 thì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 0,5% đối với các ngân hàng đủ điều kiện và bơm gần 154 tỷ USD vào thị trường. Mới đây thì công ty quản lý nợ xấu lớn nhất của Trung Quốc, Hurong, mà thông báo là nhận được các gói cứu trợ từ nhà nước và dẫn đến là giảm nguy cơ vỡ nợ gây thiệt hại lớn cho tới thị trường trái phiếu địa phương. Và Hurong đã lỗ dòng 16 tỷ USD năm 2020 và cổ phiếu đã ngừng giao dịch từ tháng 4. Và đà hồi phục nền kinh tế Trung Quốc giảm trong quý 2 và với chính sách nới lỏng của BBOC thì nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế, nhưng cũng cho thấy là nền kinh tế Trung Quốc còn nhiều khó khăn vào nửa cuối năm 2021. Vâng, và chúng ta đều đã biết rằng là Trung Quốc là cái nước đầu tiên mà là cái nước đầu tiên bị dính dịch bệnh Covid và cũng là nước đầu tiên phục hồi sau dịch bệnh Covid, và chúng ta cũng đã thấy rằng là đến cho đến giai đoạn bây giờ khi mà họ đã hết Covid một thời gian thì họ vẫn tiếp tục là nới lỏng cái tiền tệ của mình, thì cái xu hướng nới lỏng của các ngân hàng trung ương này cho thấy rằng là nó sẽ vẫn tiếp diễn cho tới chừng nào mà cái nền kinh tế của họ ổn định trở lên, mà cái nền kinh tế ổn định ở đây chính là từ cái tỷ lệ thất nghiệp đấy ạ. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là cái xu hướng nới lỏng tiền tệ này cũng sẽ tạo nên cái áp lực cho nền kinh tế Việt Nam ở đây là như thế nào, là nền kinh tế Việt Nam cũng không thể nào mà dừng nới lỏng được, mà không thể ngay lập tức thắt chặt tiền tệ được, bởi vì nếu mà Việt Nam thắt chặt tiền tệ thì đồng Việt Nam sẽ vô tình là mạnh hơn so với cả các đồng khác trên thế giới, và khi mà đồng Việt Nam mạnh hơn so với các đồng khác thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến xuất khẩu. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái bài học của Nhật Bản hồi xưa đấy là khi mà họ khi vào cái thời kỳ khủng hoảng, sau khủng hoảng các nước thì thường xuyên là bơm tiền ra nhưng mà Nhật Bản thì không bơm tiền, qua đấy thì là cái đồng của họ mạnh lên rất là nhiều và ảnh hưởng đến cái cán cân thương mại cũng như là cái khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu. Và sau đấy thì chúng ta đã nhìn thấy là nền kinh tế Nhật Bản đi vào cái thời kỳ đình trệ, thì hy vọng rằng là cái chính phủ Việt Nam mình cũng sẽ nhìn ra được cái sai lầm đấy, mà qua đấy là không cắt giảm về tiền bạc à, cắt giảm nguồn tiền quá là sớm để ảnh hưởng đến cái thị trường xuất khẩu. Vâng. Dạ vâng, và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh cổ phiếu. Quý nhà đầu tư hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi, cuối chương trình chúng tôi sẽ giải đáp ạ. Tin tức đầu tiên đó là chúng tôi có đề cập đến ngành dệt may, thách thức vào cuối năm. Phục hồi nhu cầu tại Mỹ, CPI đối với ngành hàng dệt may mặc của Mỹ trong tháng 5 năm 2021 và tháng 6 năm 2021 lần lượt tăng là 1,2% và 0,7% so với tháng trước. Và gần như là một nửa dân số Hoa Kỳ đã được tiêm vaccine COVID-19 và cơ hội chiếm thị phần từ Ấn Độ. Các nhà sản xuất dệt may của Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ mất phần lớn đơn đặt hàng vào tay các đối thủ như Việt Nam, Bangladesh, Sri Lanka và Pakistan. Và nhiều nhà máy may của Ấn Độ thì đang phải đóng cửa hoặc hoạt động chỉ với 50% công suất để ngăn chặn các ca lây nhiễm COVID-19 mới. Vậy thì thách thức cuối năm ở đây có hai thách thức. Thách thức đầu tiên đó là dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng và thách thức thứ hai đó là chi phí logistics tiếp tục tăng cao. Và dịch COVID-19 được kiểm soát trong nước sẽ là yếu tố lớn để thúc đẩy ngành dệt may vượt qua các thách thức khi mà nhu cầu phục hồi mạnh mẽ. Vâng, và cái Covid và ngành dệt may thì nó luôn luôn là câu chuyện ảnh hưởng lẫn nhau, và chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng là trước cái Covid này thì ngành dệt may cũng là một trong những ngành mà bị dự đoán là sẽ ảnh hưởng mạnh do cái việc là họ phải thường xuyên xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng là cái thách thức hiện tại là thách thức đến từ bên trong Việt Nam nhiều hơn, là đến từ cái việc là nó bị cản trở logistics cũng như là gián đoạn là cái việc là sản xuất cũng như là nhập hàng về để mà có thể là để mà bắt đầu làm.
Và ngoài ra nữa, nhưng mà cái rủi ro về cái việc là cái bạn hàng, nghĩa là cái người mua của các nhà sản xuất dệt may này là bị vỡ nợ là sẽ ít đi so với cả đoạn giai đoạn trước. Nghĩa là giai đoạn trước mình có thể nhìn thấy các công ty dệt may là bị có phải thu rất là lớn, và họ bị rủi ro rất là lớn khi mà liên quan đến việc là những bạn hàng của họ do Covid cho nên là có thể là dẫn tới phá sản. Như cái trường hợp của May Sông Hồng thì hiện tại là nó sẽ không còn nhiều những cái rủi ro nhiều như thế nữa, và chủ yếu ở đây là đến từ cái việc là nó ảnh hưởng đến logistics. Qua đấy thì là biên lợi nhuận trong ngắn hạn thì bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng mà trong dài hạn thì nó vẫn sẽ là tốt, như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy là nhờ cái việc mình chiếm được thị phần từ bên Ấn Độ. Dạ Vâng, vâng. mời Duyên sang phần tiếp theo. Và phần thông tin cổ phiếu của tuần này thì chúng tôi có đề cập đến mã cổ phiếu đó là FPT. Kết quả kinh doanh 7 tháng duy trì ở đà tích cực và doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 7 tháng đầu năm của FPT tăng 19,1% và 19,8% so với cùng kỳ, tương đương với 103 và 104% kế hoạch. Và biên lợi nhuận trước thuế tăng từ 17,9% lên 18%, và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt là tăng 16,2% và 15,7%, tương đương với 102% kế hoạch. Và doanh thu quý mới của mảng công nghệ tăng trưởng là 41,7%, trong đó doanh thu quý mới của thị trường nước ngoài tăng trưởng 35,5%. Và doanh thu và lợi nhuận trước thuế của dịch vụ công nghệ thông tin trong nước tăng trưởng lần lượt là 48,8% và 182%. Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng 16%, trong đó thì doanh thu từ thị trường Mỹ tăng 47%. Ngoài ra thì thị trường EU cải thiện mức tăng trưởng doanh thu trong tháng 7, tăng lên mức là 35%, giúp tăng trưởng lũy kế đạt 9%. Và FPT thông báo là ngày 17 tháng 8 năm 2021 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền tỷ lệ là 10% và sẽ chi trả vào ngày 1 tháng 9 năm 2021. Anh Duy có đánh giá gì về cổ phiếu FPT không ạ? Quan điểm của tôi thì đối với cổ phiếu FPT này thì họ vẫn đang tiếp tục giữ vững phong độ khi mà cái kế hoạch thì là vượt được 3 đến 4%. Ngoài ra nữa thì là cái tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì như kỳ vọng của thị trường. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là chúng ta có thể kỳ vọng trong việc nắm giữ FPT là qua việc là ngày tháng 9 này là họ sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt là khoảng 10%. Ngoài ra nữa thì có một thông tin rất là tích cực mà quý nhà đầu tư có thể là quan tâm, đấy chính là cái việc là thị trường EU cách đây mấy tháng thì vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Covid thì nay đã tăng ở cái mức là 35%, là giúp lũy kế của họ là tăng được 9%. Thì khi mà cái mức độ tăng trưởng 35% này tiếp tục được duy trì trong tương lai thì cái lũy kế của thị trường EU cũng sẽ tăng mạnh hơn. Qua đấy thì là sẽ giúp cải thiện cả doanh thu lẫn lợi nhuận của mảng xuất khẩu phần mềm và của cả tập đoàn. Cho nên là từ cái báo cáo này thì chúng ta có thể thấy rằng là cổ phiếu FPT vẫn là một cổ phiếu rất là hấp dẫn để có thể nắm giữ cả về ngắn hạn lẫn dài hạn. Dạ vâng, tiếp theo của kênh cổ phiếu thì chúng tôi sẽ cập nhật về hiệu quả danh mục tăng trưởng. Thì danh mục tăng trưởng của chúng tôi tính từ đầu năm đến nay đạt 49,5% so với lợi suất của VN Index là 21,7%, tăng 2,3 lần so với VN Index. Và ngoài ra thì các danh mục của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên hai cộng đồng, đó là cộng đồng đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cộng đồng đầu tư chứng khoán Detrade. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ gửi email cho quý khách hàng. Chúng tôi Vâng, sẽ xin ok, Duyên nói tiếp đi. dạ vâng thì chúng tôi xin phép được chuyển sang phần kênh tài sản khác. Với phần kênh tài sản khác này thì chúng tôi sẽ đề cập đến kênh bất động sản, đề xuất vành đai 4 thủ đô, bất động sản vùng ven tích cực. Và dự kiến thì dự án đầu tư đường vành đai 4 sẽ có chiều dài hơn 110 km với tổng vốn đầu tư là 90,4 nghìn tỷ đồng, được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2011. Và dự án qua 3 tỉnh bao gồm đó là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, và trong đó thì có 2 tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên có tốc độ đô thị hóa và tập trung nhiều khu công nghiệp. Và dự án sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội, trong khi đây là khu vực ven đô thị lớn, lưu lượng xe lớn nên sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư tham dự. Và thêm một dự án hạ tầng lớn sẽ được triển khai, thể hiện xu hướng xuyên suốt và về đầu tư công trong chiến lược đến năm 2030 là tập trung cho cơ sở hạ tầng và hạ tầng cải thiện bất động sản vùng ven có triển vọng tích cực. Và với dự án này thì bất động sản Hưng Yên và Bắc Ninh sẽ có triển vọng tốt và nhiều đầu tư có thể chú ý đến các doanh nghiệp có bất động sản có quỹ đất lớn ở hai tỉnh này. Vâng, và chúng ta cũng đã thấy rõ ràng cái triển vọng của bất động sản, của cái nhóm ngành bất động sản tại Việt Nam là quá là tiềm năng rồi. Và cái này là nó đến từ cái việc là cái nhu cầu chuyển dịch nhà máy từ bên nước ngoài về Việt Nam, qua đấy thì là sẽ tạo thêm công ăn việc làm cũng như là các chuyên gia của nước ngoài về đây ở.
và qua đấy thì là những cái vùng đất vùng ven thì là nó sẽ được tăng thêm cái độ hấp dẫn nhờ cái việc là có những cái khu công nghiệp bên cạnh. Ngoài ra đất vùng ven cũng được tăng thêm sự hấp dẫn nữa bởi cái sự triển khai về cơ sở hạ tầng của Việt Nam ngày càng lớn mạnh, thì qua đấy là cái ô tô nó sẽ cái lưu lượng ô tô di chuyển nó sẽ dễ dàng hơn, và khi mà quý nhà đầu tư đi bằng ô tô và trên đường quốc lộ thì chắc chắn là sẽ có cái thời gian di chuyển ngắn hơn rất nhiều so với cả việc đi trong nội thành mà bằng xe máy. Thì qua những cái thứ đấy là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự là cái nhu cầu về cái bất động sản vùng ven nó sẽ tăng lên rất là lớn. Và tuy nhiên thì tôi cũng có một cái số lưu ý của quý nhà đầu tư, đấy là nếu mà mình nhìn vào cái phiên giao dịch thứ sáu vừa rồi thì mình sẽ nhìn thấy rằng là rõ ràng là có một cái lượng khối lượng bán rất lớn. Thì chúng tôi có một số cái thống kê của FinGroup như sau, đấy chính là nhóm nhà đầu tư cá nhân mua rất là nhiều cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản và chốt lời nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong khi đấy thì nhóm nhà đầu tư tổ chức là bao gồm cả tổ chức trong nước cũng như tổ chức nước ngoài thì đều là chốt lời cổ phiếu bất động sản và mua dòng cổ phiếu ngân hàng. Trong đấy thì nhóm tự doanh chứng khoán thì mua dòng tất cả các nhóm cổ phiếu trong cái phiên thứ sáu vừa rồi. Qua đây thì chúng ta cũng có thể nhìn ra được cái phần nào cái cách nhìn của các nhà đầu tư đối với cả những cái cổ phiếu này. Và chúng ta thì đương nhiên là tôi không có ý nói những quý nhà đầu tư riêng biệt, những cái người mà có khả năng phân tích và đầu tư rất tốt. Tuy nhiên tôi muốn nói đến cái phần tổng thể, nghĩa là cả một đại diện cả một nhóm, thì rõ ràng là nhóm nhà đầu tư cá nhân sẽ có cái góc nhìn mà nó ngắn hạn và đương nhiên là nó không thể nào lâu dài được bằng cái nhà đầu tư tổ chức. Và qua đấy thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là có vẻ như thôi, đấy là cái kỳ vọng về cổ phiếu bất động sản đang được đi quá nhanh so với cả những gì nó đang thể hiện trong ngắn hạn. Qua đấy thì là quý nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng với nhóm cổ phiếu này trong ngắn hạn, tuy nhiên dài hạn thì vẫn rất là hấp dẫn như tôi đã nói về những cái triển vọng vĩ mô cũng như là triển vọng về cái cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Và bây giờ thì mình có thể sang cái phần tiếp theo. Dạ vâng, vậy thì ở phần anh Duy có thể giới thiệu một vài doanh nghiệp ở phần bất động sản cho quý nhà đầu tư tham khảo đúng không ạ? Trong việc đầu tư dài hạn ạ. Vâng, những cái doanh nghiệp bất động sản mà về dài hạn vẫn còn hấp dẫn được mà quý nhà đầu tư có thể quan tâm và có thể nắm giữ lâu dài thì có thể là Nam Long, Khang Điền hoặc là Vinhome, Vingroup. Tất cả những cổ phiếu đấy đều là những cổ phiếu mà mình có thể nắm giữ được. Và ngoài ra nữa thì những cái cổ phiếu ngân hàng mà cho vay thì trong bất động sản lớn thì cũng có thể là những cái cổ phiếu mà sẽ được hưởng lợi từ cái làn sóng bất động sản này. Dạ vâng, và những cổ phiếu mà anh Duy có khuyến nghị đến quý nhà đầu tư như là Nam Long, Khang Điền hay là Vingroup thì chúng tôi cũng đã có làm chi tiết cổ phiếu này ở trong chương trình cổ phiếu 360 độ thì quý nhà đầu tư có thể tham khảo. Và chúng ta sẽ chuyển sang tin tiếp theo, đó là Việt Nam dẫn đầu trong cuộc đua sáng tạo tiền số. Thì theo Chainalysis Index thì thị trường sáng tạo tiền số chứng kiến tỷ lệ người chấp nhận tiền số tăng trưởng 884% trong năm 2020. Và các nước dẫn đầu về tăng trưởng chủ yếu là các nước đang phát triển, trong đó thì Việt Nam là thị trường đứng đầu bảng xếp hạng. Và người dân thích cá cược, cơ cấu dân số trẻ và hiểu biết công nghệ, trong khi đó thì thị trường chứng khoán thiếu kênh đầu tư ETF. Và đó là ba lý do chính mà thúc đẩy người dân đầu tư vào tiền số. Và tăng trưởng ba con số về tỷ lệ người dân chấp nhận tiền số cho thấy là tiền số và blockchain là xu hướng. Và Việt Nam thì đang thể hiện là nước dẫn đầu xu hướng. Axie Infinity là một ví dụ tiêu biểu cho thành quả của sự sáng tạo. Vâng, về cái này thì tôi cũng không có cái quan điểm gì nhiều, ngoại trừ việc rằng rõ ràng là tiền số là một cái gì đấy rất là mới mẻ và người Việt Nam là nhóm người là một dân tộc thích ứng với cả những thứ mới rất là nhanh về công nghệ, bởi vì do là chúng ta rất là thông minh. Và qua đấy thì không có gì bất ngờ khi mà Việt Nam là cái nước mà dẫn đầu trong cái việc là chấp nhận cái tiền số so với cả những cái nước khác trong thế giới. Và mình có Dạ thể vâng, sang thì chuyện phần. đó là chúng tôi đã đi qua bốn phần đầu tiên của chương trình. Quý nhà đầu tư hãy đặt câu hỏi ở dưới phần comment và đến cuối chương trình thì chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi của quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu chuyện đầu tư. Thì xin mời anh Duy sẽ kể câu chuyện đầu tư tuần này cho quý nhà đầu tư ạ. Vâng, và cái câu chuyện đầu tư tuần này của chúng tôi đấy là về cái sự thay đổi trong ngành bán lẻ. Thì ở đây chính là về cái việc là bán bao cao su, thì mình có một cái case study đấy là người Hàn Quốc, là có một cái thông tin rằng là người Hàn Quốc thì là đến 70 tuổi là vẫn còn có nhu cầu cho việc đấy. Tuy nhiên thì họ rất là ngại trong cái việc là đến hiệu thuốc để mà mua bao cao su, thì bởi vì do là họ cũng đã nhiều tuổi rồi và họ cũng ngại. Và thế thì để mà các nhà bán hàng thì biết được cái sự ngại ngùng của nhà đầu tư của những người mua hàng
qua đấy thì là đã giải quyết cái việc này bằng cách là người ta sẽ bán xà phòng, sau đây là tặng kèm bao cao su, thì nghĩa là thành ra là cái người mua thực ra là mua bao cao su nhưng mà lại dưới cái hình thức là mua xà phòng. Thì cái việc này qua đấy thì là đôi bên hợp tác cùng có lợi, người mua hàng thì họ đỡ ngại ngùng, còn người bán hàng thì bán được thêm cả xà phòng nữa. Và đây là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là một trong những cái tip rất là nhỏ trong việc phát triển bán lẻ thôi. Và MWG thì họ đương nhiên là cũng không phải là case study về bán bao cao su, nhưng mà họ cũng có rất là nhiều cái case study khác nhau về cái việc là nhận biết cái nhu cầu của thị trường rất là nhanh nhẹn. Qua đấy thì là đáp ứng được nhu cầu của họ. Ví dụ như là họ đã từng là bán cái loa kéo, nghĩa là cái người ta gọi là cái loa mà kéo kéo tay cầm mà dùng để hát dạo đấy. Thì cái đấy là có một thời rất là hot và họ nhận ra được cái nhu cầu đấy. Qua đấy thì là đẩy mạnh cái việc là dòng sản phẩm đấy lên, và sau đấy thì là có một cái doanh thu và lợi nhuận rất là tốt cho cái dòng sản phẩm đấy. Thì đấy là một trong những cái thứ mà mình có thể nhìn thấy được rằng là những cái doanh nghiệp bán lẻ, một khi đã gọi là bán lẻ rồi thì nghĩa là năng nhặt chặt bị và phải là chăm chỉ, cho nên thành ra là những cái cơ hội nhỏ nhất là cũng không thể bỏ qua được. Và ông Warren Buffett thì cũng đã nói, đã có một cái comment rằng là bán lẻ cũng là một ngành rất là khó. Một vài năm trước thì cái công ty của ông ý đã lỗ tới 50% trong một khoản đầu tư khoảng 6 triệu đô vào công ty Vonado, là một công ty chuyên bán hàng giảm giá tại New Jersey. Thì cổ phiếu thì lúc đầu ông ấy mua thì trông có vẻ là ổn, nhưng mà sau đấy thì là nó đã sai lầm, bởi vì do là có rất nhiều cửa hàng giảm giá khác là mọc cạnh cái cửa hàng kia, và cái cửa hàng Vonado này thì không thể nào mà cạnh tranh lại được đến từ các cửa hàng Kmart lúc đấy. Thành ra chúng ta có thể nhìn thấy rằng là với bán lẻ thì bên cạnh cái việc là khách hàng là trung tâm thì cũng cần phải có sự tinh ý của những cái người cầm đầu, qua đấy thì là đưa ra những cái chính sách bán hàng hợp lý được cho từng thời kỳ để có thể đẩy mạnh được doanh thu và cũng như là chiếm được thị phần trong từng giai đoạn một. Vâng, và đấy là những cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng. Và trước khi chúng ta đi vào phần cuối cùng, đó là phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư, thì tôi xin phép được quảng cáo một nhắc nhở quý nhà đầu tư về các chương trình của chúng tôi. Ngoài ra, ngoài chương trình La bàn đầu tư của chúng tôi sẽ được livestream trực tiếp vào 15 giờ thứ hai hàng tuần, thì chúng tôi có chương trình tọa đàm đầu tư. Đây là chương trình mà chúng tôi sẽ dành riêng cho khách hàng của VN Direct. Ở trong chương trình này thì chúng tôi sẽ tương tác với quý nhà đầu tư và cập nhật quý nhà đầu tư về các mã cổ phiếu hay là nhận định thị trường. Chương trình của chúng tôi sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Và chương trình tiếp theo đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ phân tích một mã cổ phiếu hoặc là nhiều mã cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực, sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Và chương trình thứ tư đó là chương trình đối thoại với PM. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ mời những PM hay những chuyên gia ngành nổi tiếng đến để chia sẻ những triết lý hay chiến lược đầu tư cho quý nhà đầu tư. Thời gian của chương trình sẽ rơi vào khoảng lúc 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai cộng đồng, đó là cộng đồng đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cộng đồng giao dịch chứng khoán DTrade. Thì quý nhà đầu tư có thể join vào cộng đồng đó để cập nhật những thông tin của chúng tôi. Và tất cả những thông tin này của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VN Direct. Và ngoài ra thì để giúp cho quý nhà đầu tư tăng trưởng kiến thức của mình để mình có thể vững vàng trong quá trình đầu tư, thì ở VN Direct của chúng tôi sẽ có những khóa học để quý nhà đầu tư tham gia. Thì quý nhà đầu tư hãy truy cập vào trang web academy.vndirect.com.vn để có thể tham khảo các khóa học của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi xin phép được chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Câu hỏi đầu tiên đó là của bạn Vũ Phan. Cho em hỏi về tiềm năng của Techcombank trong 1 đến 2 năm tới ạ. À, vâng, về tiềm năng của Techcombank trong 1 đến 2 năm tới thì rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy là cái báo cáo kết quả kinh doanh gần đây nhất của Techcombank là một cái báo cáo đẹp nhất trong các nhóm ngành ngân hàng hiện tại, cũng như là về cả tốc độ tăng trưởng cũng như là các chỉ số an toàn. Và cái công ty Techcombank này họ có thể làm được những điều tuyệt vời như thế là bởi vì cái hệ thống mạng lưới của họ rất lớn và họ có cái hệ thống bán hàng trái phiếu cực kỳ mạnh luôn. Cái hệ thống bán hàng trái phiếu này giúp cho họ có một cái lượng tài sản khổng lồ ở bên ngoài. Nghĩa là bởi vì do chúng ta cũng có thể biết rằng là cái nhà đầu tư khi mà họ mua trái phiếu thì thực ra là nhà đầu tư cầm trái phiếu, và cái trái phiếu đấy thì cái dư nợ đấy nó không hiện lên trên cái tài sản của Techcombank. Tuy nhiên Techcombank vẫn được hưởng cái lợi từ cái số tiền của nhà đầu tư khi mà đầu tư vào trái phiếu đấy và ăn cái chênh lệch ở giữa. Và chúng ta cũng có thể thấy được cái phần nào cái việc đấy qua cái tỷ lệ CASA của Techcombank là thuộc dạng mạnh nhất trong các thị trường. Và tôi cũng đã từng nói chuyện với cả những cái người ngân hàng trong Techcombank thì họ cũng nói rằng là cái điểm quan trọng nhất của Techcombank đấy là làm cách nào là khiến cho tiền của khách hàng không ra khỏi hệ thống ngân hàng của họ. Chỉ cần tiền của khách hàng vẫn còn trong hệ thống ngân hàng của họ thì chắc chắn họ sẽ tìm được cái sản phẩm gì đấy để bán cho khách hàng.
như là bảo hiểm hay là trái phiếu, và qua đấy thì sẽ làm tăng lợi nhuận của họ, trong khi cái tài sản, cái quy mô tài sản thì không hề tăng lên. Qua đấy thì là không làm phình lên rủi ro của họ, cũng như là và chỉ có tăng thêm về CASA thôi. Thì đấy là một số cái tiềm năng của Techcombank. Ngoài ra nữa thì là Techcombank họ cũng có những cái nhưng có cái đối tác rất là lâu năm như là Vingroup, hay là Masan, hay là Sun Group. Thì đây đều là những cái công ty bất động sản hay là những công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng rất là lớn và có uy tín trên thị trường. Và chúng ta cũng có thể biết rằng là nếu mà Vingroup hay là Masan hay là Sun Group mà phá sản thì cả nền kinh tế Việt Nam đều khốn đốn, chứ không phải chỉ riêng ngân hàng Techcombank. Và đấy thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là cái vị thế vững mạnh của Techcombank trong cái việc là một ngân hàng tiên phong, ngân hàng tư nhân tiên phong và sẵn sàng, và là một trong những cái ngân hàng rất là tốt để quý nhà đầu tư có thể nắm giữ trong nhóm cổ phiếu ngân hàng. Và có thể sang câu tiếp theo. Vâng, câu hỏi tiếp theo của bạn Đỗ Thế Tùng, đó là suy thoái kinh tế, lao động lực lượng sản xuất về quê hoảng loạn, nhà máy công nhân lấy đâu ra nhân công mà làm, thời gian trả nợ cũng vài năm, doanh nghiệp không làm ăn được thì ngân hàng càng đặt nợ xấu cao, tất cả giá đã quá cao. Vâng, ý của bạn Tùng ở đây chắc là nói về định giá của ngân hàng có phải là bây giờ đang quá cao so với cả những gì chưa phản ánh hay không. Thì tôi cũng muốn nói thêm là định giá của ngân hàng nó sẽ liên quan đến cái định giá về P trên B. Thì đúng là cái giai đoạn trước cái sự điều chỉnh, cái làn sóng điều chỉnh này thì cổ phiếu ngân hàng đang có P book là cao nhất đỉnh lịch sử. Thì trong khi đấy thì có rất là nhiều thông tin tiêu cực chưa được phản ánh ngay lập tức, và ví dụ như là nợ xấu chẳng hạn. Nhưng mà tôi cũng đã nói ở trong cái phần về cái việc là delay những nợ xấu Covid, thì chúng ta cũng sẽ biết rằng là cái nợ xấu này chắc chắn là nó sẽ không bung ra đâu, mà chừng nào mà nó vẫn còn là những thứ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế hay đến ngân hàng thì ngân hàng nhà nước vẫn sẽ tiếp tục giúp cho các ngân hàng delay để có thể là đảm bảo được về cái vấn đề là đẹp báo cáo tài chính cũng như là về các chuẩn về tỷ lệ an toàn vốn. Và qua đấy thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là giá hiện tại thì hồi xưa P trên book là khoảng của trung bình của ngành ngân hàng là khoảng 2,1 đến 2 lần thì nó là hơi cao. Tuy nhiên bây giờ cũng đã điều chỉnh xuống còn khoảng tầm 1,9, 1,8, 1,7 thì nó cũng sẽ an toàn hơn. Và trong khi và hơn nữa là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy tăng trưởng của ngân hàng có thể là trong bây giờ là đã bị giảm bớt bởi vì do cái sự siết chặt của chính phủ đối với cả cái NIM. Tuy nhiên thì cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vẫn sẽ là cao. Qua đấy thì là cái P trên B của ngân hàng trong tương lai thì năm nay là 1,7 thì hết năm sau cũng sẽ là 1,5 thì nó cũng là tương đối hợp lý. Cho nên thành ra là tôi thấy rằng là cái việc nắm giữ cổ phiếu nhóm ngân hàng hiện tại thì cũng không có cái gì gọi là quá là over cả, và chúng ta hoàn toàn có thể tự tin là tiếp tục nắm giữ nếu như nền kinh tế vẫn ổn. Còn chỉ có một trường hợp rủi ro với nền kinh với cả ngân hàng xảy ra, đấy là ngay bây giờ chính phủ là chuyển sang là thắt chặt tiền tệ, các doanh nghiệp chưa kịp làm ăn gì cả, và sau đấy thì là nợ xấu xảy ra hàng loạt và làm âm vốn chủ ngân hàng. Và cái này thì chắc chắn là không có một nhà điều hành chính sách kinh tế nào dự định làm ngay lập tức cả, bởi vì do là chúng ta cũng nhìn thấy là chưa có một cái bong bóng gì ngoại trừ cái việc là giá chứng khoán tăng quá cao, còn lại thì những thứ khác đều đang ở mặt bằng rất là ổn, trong khi kinh tế thì chưa được hồi phục thực sự. Cho nên là cái việc thắt chặt tiền tệ bây giờ là quá sớm đối với cả chính phủ Việt Nam cũng như là chính phủ quốc tế của các nước khác. Vâng, sang câu tiếp theo ạ. Chúng tôi sẽ câu hỏi tiếp theo của bạn Kim Lim, đó là gói cứu trợ của chính phủ ảnh hưởng thế nào đến hoạt động cho vay và nợ xấu của ngân hàng không? Không ạ. Cổ phiếu ngân hàng nào vào thời điểm này nắm giữ sẽ an toàn vậy ạ? Gói cứu trợ của anh hẳn đến hoạt động cho vay và nợ xấu của ngân hàng không? Vâng, thực ra thì cái quy mô của gói cứu trợ này mình nhìn thì có thể là to, nó sẽ to đối với cả những cái nhóm ngành ví dụ như là về đầu tư công chẳng hạn, thì chắc chắn là nó sẽ là một cái significant point, nghĩa là một cái điểm quan trọng đáng kể mà mình cần phải lưu ý. Tuy nhiên với cả cái tổng quy mô của tài sản của ngân hàng thì thực ra là nó cũng không quá là to để mà nó là một cái điểm gì đấy mà có thể phân tích kỹ được. Còn đối với cả cái cổ phiếu ngân hàng thời điểm này nắm giữ an toàn thì tôi nghĩ rằng là quý nhà đầu tư có thể lựa chọn là Techcombank hay là một số ngân hàng khác mà có tỷ lệ tốt thì có thể là nắm giữ. Nhưng mà Techcombank với cả Tiên Phong Bank đây là những cái cổ phiếu ngân hàng mà chúng ta có thể thấy là nó bền vững và nó an toàn. ACB cũng là một lựa chọn tương đối tốt. Còn Vietcombank hay là BID hay CTG thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải quan sát thêm. À, có cổ phiếu MB Bank cũng là một cổ phiếu mà quý nhà đầu tư cũng đang tương đối an toàn để quý nhà đầu tư có thể nắm giữ. Vâng. Dạ vâng. Tuy nhiên Sang câu thì hỏi tiếp tôi cũng theo. muốn nói thêm rằng là nhóm ngân hàng nhà nước hiện tại là như tôi đã nói là có những cái tin đồn liên quan đến việc sát nhập ngân hàng với nhau, thì những cái tin đồn này chắc chắn là những cái tin đồn mà chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái giá ngắn hạn của các cổ phiếu này.
và tôi cũng không biết được rằng là nó là tin thật hay là tin không không thật. Tuy nhiên nó cũng là một thứ mà quý nhà đầu tư cần phải lưu ý. Dạ vâng, sang câu hỏi tiếp theo của bạn Chu Minh Quang, đó là cho mình hỏi tiềm năng của HPG đến cuối năm ạ. Tiềm năng của HPG đến cuối năm thì nó sẽ ảnh hưởng rất, nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái giá thép, mặt bằng giá thép. Và chúng ta đều biết là mặt bằng giá thép hiện tại, mặt nghĩa là rõ ràng là nếu mà mình nhìn cơ bản thôi thì mình nhìn sẽ thấy rằng là rõ ràng bất động sản là đang tốt lên, và khi mà bất động sản tốt lên thì chắc chắn là nhu cầu về nguyên vật liệu xây dựng sẽ tăng, qua đấy thì là giá thép phải tăng. Tuy nhiên giá thép của Việt Nam thì lại bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi giá thép thế giới, và cái giá thép thế giới thì là nó trực tiếp là bởi cái tình hình tiêu thụ tại Trung Quốc cũng như là đầu tư công tại Mỹ. Thì qua đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là nếu mà triển vọng của giá thép mà vẫn tiếp tục tích cực thì Hòa Phát vẫn là một cổ phiếu ok. Còn nếu mà rủi ro ở đây là khi mà giá thép mà giảm thì Hòa Phát là có hàng tồn kho tích khoảng 6 tháng một lần, thì thành ra là sẽ có giá vốn cao trong tương lai, khi mà bởi vì do quý nhà đầu tư cũng đã biết rằng là khi mà giá thép đang tăng thì mình sẽ tích trước đấy 6 tháng chẳng hạn, thì khi mà giá thép giảm thì mình giá bán của mình sẽ giảm ngay. Tuy nhiên thì hàng tồn kho của mình thì vẫn đang ở cao, cho nên thành ra là cái biên lợi nhuận gộp của mình sẽ bị hit trong ngắn hạn. Còn về dài hạn thì, và hơn thế nữa là trong ngắn hạn thì Hòa Phát cũng đã xây gần xong hết các loại nhà máy rồi, công suất sẽ không có tăng lên quá là mạnh nữa, chỉ có thêm những cái dòng sản phẩm mới để mà cải thiện cái biên lợi nhuận thôi. Thì qua đấy thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng là cái tích cực của Hòa Phát là còn trong ngắn hạn thì còn tương đối khiêm tốn, còn về cái tiêu cực thì chưa nhìn thấy, thì còn tương đối tiềm ẩn. Tuy nhiên về dài hạn thì cổ phiếu Hòa Phát vẫn là một cổ phiếu mà quý nhà đầu tư có thể yên tâm nắm giữ lâu dài. Dạ vâng, nhân tiện câu hỏi của bạn Chu Minh Quang có gửi về cho chương trình về cái mã cổ phiếu Hòa Phát thì tôi xin phép được bật mí một chút, đó là trong chương trình cổ phiếu 360 độ tuần này và thứ năm tuần này thì chúng tôi cũng có cập nhật về kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của một vài mã cổ phiếu và trong đó có Hòa Phát. Thì quý nhà đầu tư hãy theo dõi vào lúc 15h30 phút thứ năm tuần này ạ. Và chương trình của chúng tôi thì cũng không có nhiều thời gian, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời hai câu hỏi nữa, sau đó thì chúng tôi sẽ kết thúc chương trình ạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Phạm Thọ, đó là với giá 88,5 thì định giá của P&J có hấp dẫn không ạ? Định giá của P&J theo P trên E hiện tại thì nó cũng tương đối hấp dẫn. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn lưu ý quý nhà đầu tư trong ngắn hạn, đấy là cái việc là cổ phiếu P&J chắc chắn là sẽ bị hit bởi Covid trong tháng 8 và tháng 9. Mặc dù là họ nói rằng là cái kết quả kinh doanh tháng 8, tháng 9 thì có thể là vẫn là ngang bằng trong so với tháng 7. Nhưng mà cái này thì nó cũng chưa ra thông tin chính thức, cho nên là mình cũng chưa thể kiểm chứng được. Còn về cơ bản thì cái giá 88,5 này là giá tương đối là hấp dẫn rồi cho một cổ phiếu này. Nếu mà mình mua mà mình không sợ trong cái kết quả kinh doanh trong vài tháng tới nó xấu thì tôi nghĩ rằng là đây là một vùng giá hấp dẫn để có thể mua vào hoặc là nắm giữ, bởi vì do là tiềm năng của cổ phiếu về dài hạn vẫn là rất là tốt. Vâng, Ok. và câu hỏi cuối cùng của bạn Khắc Kim Nguyễn có gửi về đó là đầu tư công trong quý 3 và quý 4 năm nay thế nào ạ? Thì như quý nhà đầu tư cũng đã biết thì là có một cái gói cứu trợ, có một cái gói đầu tư công mới của chính phủ, thì cho nên là cái tình hình đầu tư công của Việt Nam chắc chắn là sẽ được cải thiện trong cuối năm, nhưng mà nó sẽ cải thiện khi mà Covid được dập tắt. Còn nếu mà với tình trạng Covid như hiện tại thì dù là có gói cứu trợ thì cũng sẽ không giải ngân ngay lập tức được, tại vì do là không có người nào để làm cả. Thì đấy là những cái thông tin về cái đầu tư công trong quý 3 và quý 4 năm nay, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tình hình Covid. Dạ vâng, như vậy thì chương trình của chúng tôi xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã đặt câu hỏi cho chúng tôi và đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nhờ những câu hỏi còn lại thì chúng tôi xin phép được trả lời trực tiếp ở dưới comment. Cảm ơn quý nhà đầu tư, xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.